Là bây giờ chúng ta come here, please. Con giới thiệu. Thưa cha, con là Anna Linh. Con ở Oklahoma City. Oklahoma con về. Ở đông nước nào? Oklahoma, Mỹ. Vâng, đây là một người phụ nữ tên là Linh ở Oklahoma, bên Hoa Kỳ. And how about you? What's your name? Joshua Trivett. Và how old are you? 32. Vâng, anh, you are American. Yes, I am. Đây là một người Mỹ, 32 tuổi. Is your husband, is your wife? Yes. Và đây là hai vợ chồng, cô ấy tên là Linh, người Việt Nam. Còn anh ấy tên là, your name? Josh. Josh. Josh, và 32 tuổi, là một người Mỹ. Rồi hai người lấy nhau. How many years are you in the marriage? Five years. You are Catholic or Protestant, or what's your religion? I am a converted Catholic. Practice Catholic? Yes. Và tôi hỏi anh ấy là người Công giáo hay người Tin Lành hay là người đạo nào? Thì là người Công giáo mà là rất Công giáo, tức là một người Công giáo thực hành, chứ không phải chỉ là người Công giáo trên danh nghĩa mà thôi. Rồi, con nói về con muốn làm chứng được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người ở thành phố Oklahoma. Con chào cha và cộng đoàn. Nguyên chồng, chồng con bé đi. Chồng ấy không bé rồi. Hôm nay con đến làm chứng cho Chúa. Vợ chồng con mới về Việt Nam được 2 ngày. Con không nghĩ là hôm nay con được đứng ở đây. Vì con hay lo lắng, rồi con còn quá nhỏ, con cứ sợ con bị bệnh cho nên con không dám đưa con đi đâu hết. Mà hôm nay bây giờ con được đứng ở đây và con ngủ một giấc ngon. Chồng con với con không bao giờ muốn đi đến những chỗ đông người. Chỗ này là đông người mà lần đầu tiên là tự con đến. Rồi ơn lớn nhất là vợ chồng con về đây và được đứng ở đây và được làm chứng cho Chúa. Con cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Xin Chúa chữa lành bệnh tâm hồn và thể xác con. Có những lúc con tuyệt vọng, có những lúc không biết tại sao con buồn. Và những lúc vui thì con không nhớ đến Chúa. Nhưng khi buồn thì con mới nhớ và con cầu nguyện. Xong rồi con nghĩ là cũng có những lúc mà con vui con quên thì Chúa lại cho con thử thách. Và con gặp rất nhiều thử thách. Và con cầu nguyện cho ba ước mơ. Con được học dược và con mở được tiệm thuốc. Và sau đó con lấy được người chồng yêu con thật sự. Rồi gia đình con rất hạnh phúc và con có nhà cửa xe cộ đầy đủ bên Mỹ. Rồi sau đó thì vợ chồng con sẵn sàng để có em bé. Thì khi vừa có em bé được hơn một tháng thì con đợi bác sĩ để đi khám thì máu ào ra. Con vừa khỏi nhà hàng là máu ào ra. Lần đầu tiên con không biết, con nghĩ là con đã ra rồi, con lại về con giữ cái máu đó lại. Rồi con nói chồng con lấy nước phép rửa tội. Rồi con bỏ vô cái tờ giấy, con bỏ tủ lạnh. Chồng con nói là không có phải là con ra đâu, có cục máu thôi. Không, nếu như mà con ra thì phải có cái màu trắng chút xíu. Cho nên là con nói thôi kệ, nó chắc ăn đi, cứ rửa tội đi rồi bỏ trong tủ lạnh. Rồi đi gặp bác sĩ coi nếu như mà vẫn còn con thì giục đi. Thế là con gặp rất là nhiều thử thách. Cái đó con bị polyp, máu cứ ra và bác sĩ không can thiệp được. Cho đến 3 tháng thì mới thách được cái đó. Sau đó thì con bị tiểu đường thai kỳ. Rồi con bị chứng tiền sản giật. Và em bé của con phải sanh non trước 3 tháng. Trước 3 tuần, 20 ngày. Nhưng mà những lần con đi khám thai, tim thai đều rất khỏe. Chỉ có mỗi mẹ thôi. Còn em bé lúc nào cũng khỏe và sanh ra trước 3 tuần. Nhưng mà được tới 7 bao mấy, được tới 3 kg 1 50. Và khỏe mạnh cho đến bây giờ. Sao con biết được lòng thương xót Chúa mà từ bên Oklahoma, bên Hoa Kỳ con bay về tới giáo điểm tin mừng để vợ chồng con với đứa bé đứng lên giữa giáo điểm tin mừng làm chứng cho lòng thương xót Chúa? Lúc cha ở nhà thờ Chí Hòa, gia đình con, ba mẹ, anh em con hầu như là đi mỗi tuần. Hồi đó là cha làm lễ có mỗi thứ năm, là mỗi tuần. Rồi sau đó thì cha không làm lễ ở đó thì con đi Mỹ.
Rồi khi mà con gặp khó khăn á, thì con mới nói mẹ, rồi mẹ mới nói mẹ đi xin khấn, rồi mẹ cho con số điện thoại của cha. Con nhắn tin. Tự nhiên khi con nhắn tin xong á, là lần đó cha trả tin lại liền cho con, là con cảm thấy tin tưởng và phó thác rồi mọi sự khó khăn đều qua hết. Rồi giống như là có một nơi nương tựa. Con chưa bao giờ tâm sự với ai những chuyện buồn hay khó khăn vì con không tin. Nhưng con chỉ cầu nguyện với Chúa. Có những lúc con ra bàn thờ, Chúa ơi tại sao con như vậy, con khi chồng con đi làm, con la hét lên, con chỉ khóc với Chúa thôi. Tại vì con không tâm sự với ai hết. Nhưng mà chỉ có mẹ thì con không muốn mẹ lo. Con không muốn mẹ lo, cho nên có những gì con tâm sự còn không, con chỉ nói chuyện với Chúa. Rồi mẹ con cho con số điện thoại. Có lần con gọi cho cha, vừa một chuông cha bắt máy luôn. Con mừng quá. Và những lúc như vậy thì giống như là con đang ở dưới vực, vực con lên dậy vậy đó. Thế là mọi chuyện sẽ qua hết. Và con nghĩ là con muốn nhắn nhủ đến cộng đoàn, cứ tín thác vào Chúa và Chúa sẽ cho chúng ta những gì tốt nhất cho chúng ta. Vì khi chúng ta nghĩ cái đó là tốt nhất, nhưng mà Chúa cũng giống như một người mẹ sẽ làm những gì tốt nhất cho con mình. Và khi mình nghĩ đó là tốt nhất nhưng nó không phải là tốt nhất với mình, và hãy chờ đợi, hãy kiên nhẫn. Và như con, không phải con xin là được liền, nhưng con đã được những ước mơ mà con muốn. Và bây giờ con luôn mong là gia đình con luôn được hạnh phúc, có sức khỏe. Và con luôn luôn phải đạo đức, vì có những lúc con vui con quên Chúa. Rồi, chồng của con thì sao? Chồng con rất là may mắn. Chồng con yêu thương con thật sự, rất là đạo đức. Rất là đạo đức và hiền lành, không bao giờ ghét ai và không bao giờ mà nói xấu ai hết. Con thấy đức tính đó rất là khó để có, mà dù có mình có muốn sửa cũng không được. Hiền lành và đạo đức. Nhưng con đính chính một điều là trước khi chồng con lấy con á, đám cưới á, là chồng con là Luther. Rồi khi kết hôn, khi con yêu thì con nói nếu như mà qua Công giáo thì con mới yêu. Tức là trước khi cưới cô này thì anh là người theo Lutero, tức là theo Tin Lành. Nhưng mà khi mà tụi con bắt đầu yêu nhau thì con nói không muốn có bất cứ cái gì ngăn trở và chung về một mối, vì cũng là tin về Chúa. Cho nên là chồng con đã đi học đạo và rất nhiều thử thách. Khi đi gặp cha ở giáo xứ bên đó, 3 lần mới gặp được cha. Và lần thứ 3 đó thì cha run người. Con mới hỏi tại sao, thì chồng con nói chồng con tự hỏi là không biết tại sao, con hỏi cha già hay trẻ. Chồng con nói là cha khoảng cỡ 50 tuổi. Thì con mới nói đó là cha rất vui mừng khi có một linh hồn nữa trở lại về đạo Công giáo. Thì chồng con nói chồng con nghĩ là vậy, tại vì con nghĩ là Tin Lành không mấy người qua Công giáo, nhưng mà rất là khó. Và mẹ chồng con lúc yêu thì nói là không phải là dễ để cho chồng con qua Công giáo đâu. Nhưng con mới nói một điều là tại sao mẹ không vui khi mà con của mẹ lấy một người Công giáo sẽ không bao giờ được ly dị. Đó là điều mà đạo Công giáo không đồng ý, tại sao mẹ không vui? Và vẫn là tin về Chúa mà. Thế là mẹ con không trả lời được câu gì hết. Và đồng ý. How about your first impression, your feeling when you came here the first time? When I first came to Vietnam, all I could say was it's a big difference between America and Vietnam. With this capitalism, we allow people to do what they want, however they want. And here you can see that there's a lot of control and constraint put upon people. So the people were friendly, but I could tell there was a lot of oppression. What did you say? I said that there's a big difference between America and Vietnam. Rồi con nói ý của chồng con, tôi hỏi anh ấy là lần đầu tiên anh đến giáo điểm Tin Mừng, anh thấy thế nào, cái cảm giác của anh ra sao, cái ấn tượng đầu tiên mà anh thấy là như thế nào. Thì anh ấy đang nói với vợ anh ấy để cho vợ anh ấy dịch lại cho mọi người nghe, tại vì hai vợ chồng có thể nói được với nhau. Con nói với chồng con về cái ý đó đi. Tôi nói, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là đây là một cặp vợ chồng, và một người Việt Nam, một người Mỹ, anh ấy là một người đạo Tin Lành. Khi lấy vợ thì vợ yêu cầu là phải trở thành người Công giáo, và anh ấy quyết định là trở thành người Công giáo với tất cả tâm thành của anh ấy. Và khi đến gặp một vị linh mục lớn tuổi để xin học đạo, để xin trở thành người Công giáo, thì vị linh mục ấy run lên
run lên vì thấy rằng là thật là lạ lùng có một người trẻ ba mươi mấy tuổi, một người Mỹ mà lấy vợ Việt Nam rồi quyết tâm trở thành người Công giáo. Đó là cái phép lạ, cái dấu lạ, đó là ơn lành từ nơi lòng thương xót Chúa. Vì cô này, cô đã biết chúng tôi, và thực sự tôi đâu có biết được bao nhiêu ngàn người, nhưng mà cô ấy nói rằng từ hồi tôi làm nhà thờ Chi Hòa, cách đây cả gần chục năm, thì cô đã biết đến lòng thương xót Chúa. Và khi mà cô ấy sang bên Mỹ, cô đã được Chúa ban cho những cái ơn như cô vừa mới nói. Và dĩ nhiên là rất nhiều thử thách lúc mà sinh con, rồi lúc mà lập gia đình, vân vân và vân vân. Và bây giờ cô ấy đã về đây để cô làm chứng cho lòng thương xót Chúa và thú nhận với mọi người rằng là nhiều khi vui quá thì con dễ quên Chúa, giống như là mấy người anh em khi mà làm ăn, ăn nên làm ra thì chẳng nhớ đến Chúa. Một phát ung thư máu là mới nhớ đến Chúa. Rồi con dịch lại cho mọi người nghe cái câu trả lời của chồng con. Cái đó là chồng con nói là lần đầu tiên đến nước Mỹ, bây giờ chồng con mới trả lời lại là lần đầu tiên đến giáo điểm tin mừng. Cho chồng con trả lời lại, chưa nói. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là khi mà mình đặt niềm tin vào Chúa, thì dù có ở Việt Nam hay ở bên Mỹ hay ở bất cứ đâu, điều đó không có quan trọng, vì Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa ở khắp mọi nơi và Chúa biết rõ từng cái nhu cầu của con người. Như cô ấy nói, mình cho rằng cái tốt nhất mình cầu xin Chúa, nhưng mà đối với Chúa chưa phải là tốt nhất, còn có cái tốt hơn nữa mà mình không nhận ra, chưa nhận ra. Đến khi nó xảy đến với mình thì mình mới nhận ra, giống như anh em bảo rằng bị ung thư máu làm sao mà tốt được. Chúa bảo nếu không ung thư máu thì mày mất linh hồn, thà ung thư máu mà rỗi linh hồn, chịu không? Hay là khỏe mạnh mà mất linh hồn? Anh chị em suy nghĩ đi, ung thư máu mà rỗi linh hồn hay là khỏe mạnh mà mất linh hồn? Cho nên là Chúa đôi khi phải dùng những cái biện pháp rất mạnh để cảnh giác, cảnh tỉnh con người. Vì như là lời Chúa nói rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót nhưng rất mực công thẳng. Rất mực công thẳng. Và nếu Chúa kiên nhẫn đợi chờ mình không quay trở về thì cái giờ công thẳng, giờ của sự trừng phạt đến, lúc đó ung thư máu, phá sản, tai nạn xảy đến, lúc đó ta không có trách Chúa được đâu. Cho nên chúng ta nghe câu trả lời của người anh em bên Mỹ lần đầu tiên đến đây thấy thế nào? Chồng con nói là một điều lạ lùng là tại sao mọi người đến và rất đông như vậy và nóng nực, oi bức. Và chồng con khi lên đây thì đã hiểu là mọi người đến đây là được chữa lành và không tốn kém gì hết và chỉ có lòng tin là đã sẽ được. Thưa anh chị em, có lẽ đầu tiên trong cuộc đời của anh ấy, anh phải đợi chờ từ lúc bắt đầu ngồi đây tới cặp vợ chồng này kiên nhẫn, đợi từ lúc 2 giờ cho tới bây giờ. Chắc bên Mỹ chẳng bao giờ mà có cái lễ nào nó lâu, nó dài mà nó đông như thế đâu. Mà hôm nay nghe thấy rằng rất lạ lùng, và anh nói với tôi một câu đó là người ở đây rất friendly, rất là thân thiện, very friendly, right? Yeah. Anh nói rằng các anh chị em ở đây giáo điểm tin mừng chúng ta rất là friendly, rất là thân hữu, rất là thân thiện, rất là thân tình, rất là thân thường. This is the, gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là món quà của cộng đoàn lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi tặng cho vợ chồng của anh, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con biết về lòng thương xót Chúa. This is the for the divine mercy, pray for the divine mercy. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là this is the divine mercy, right? Yeah. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. In Vietnamese, lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Con tín thác vào Chúa. Exactly. Con cảm ơn cha nhiều. Con mẹ con cũng mua cho con nhưng mà con muốn lấy quà của cha và con muốn gửi 10 cái máy nhưng mà hết máy rồi cha mua. Cha sẽ gửi. Rồi cảm ơn con nhiều. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là đề can. Đây là ảnh thánh John Paulo, ảnh thánh Faustina.
Đây là tràng chuỗi. This for you. And this is the for your wife. Tiền. Tiền. Money, money. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn. Come on. Rồi, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con.